Chào các bạn rất thân mến. Hôm nay món ngon mẹ nấu chia sẻ đến các bạn công thức và cái cách làm bánh bột mì chiên không cần dầu. Đây là cái bánh bột mì của mình mới làm ra các bạn này. Nó nhìn rất ngon luôn. Cái bánh này làm rất nhanh cực kỳ luôn. Thứ hai là nó rẻ tiền, bởi vì tất cả những nguyên liệu này nó dễ lắm, dễ kiếm, dễ đơn giản lắm. Đó, bánh nó mềm cực kỳ luôn, nó xốp, không hề có dầu luôn. Bánh này là em bé rất khoái ăn này. Hy vọng là cái công thức và cái cách làm đơn giản của mình đây thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái món ăn nó vừa ngon, bổ rẻ và tiện lợi trong gia đình nha. Mời các bạn xem qua về cái nguyên liệu đơn giản của cái món bánh bột mì này nha. Mình dùng như vậy là 200g bột mì. Bột mì này các bạn này, mình dùng cái loại bột mì đa dụng này này. Đó, cái loại bột mì này á, là nó dễ tìm lắm. Tiệm tạp hóa ở đâu người ta cũng bán á. Và lại cái loại bột mì này á, nó làm cái bánh gì cũng được, dễ làm hơn. Mình dùng 100g sữa đặc, 100g sữa tươi và 100g đường. Đã tổng hợp những cái công thức này rồi để làm cho nó chặn á mà. Nếu mà các bạn đong bằng cái chén á, mỗi thứ nửa chén ăn cơm, đó là nó vừa. Các bạn nếu mà làm ít thì chia làm đôi ra, nó dễ hơn. Thêm là 5 quả trứng gà nữa. Trứng gà thì các bạn xài lớn nhỏ thì cũng được hết trơn nha. Hoặc là các bạn có thể dùng nhiều hơn một chút hoặc là ít hơn một chút, nó cũng không vấn đề gì hết, đều được cả. Dùng thêm một cái miếng chanh này này. Lát nữa mình vắt ra lấy nước cốt chanh nha, khoảng độ một thìa cà phê để cho vào cho nó thơm hơn. Thêm một chút xíu muối và thêm hai cái tít vani này này bỏ vào để cho nó thơm. Thì các bạn có thể là dùng cái loại bằng nước á, cũng được, hoặc là không thích thì không cho vô. Cái này chẳng qua là bỏ vào để cho cái bánh nó thơm thơm hơn thôi. Đấy là nguyên liệu của nó rất đơn giản các bạn nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đi làm với mình nhá. Việc đầu tiên thì mình sẽ tách cái lòng đỏ và lòng trắng trứng gà này ra trước các bạn nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ đánh cái lòng đỏ này trước các bạn này. Lòng trắng mình tạm thôi, mình để qua một bên. Cho vào đây một chút xíu muối, 1/2 thìa cà phê muối, cho cái bánh này nó có vị nó đậm đà hơn. Mình dùng 100g sữa đặc. Các bạn có cái sữa gì thì dùng sữa đấy thôi. 100g sữa tươi. 100g. Sau khi mà đánh trứng và sữa nó hòa tan với nhau rồi thì bây giờ mình cho bột mì vào đây các bạn ơi. Bột mì thì các bạn cứ cho từ từ vào đánh nha. Đánh từ từ như vậy này thì để cho nó bột mì nó dễ thấm vào sữa hơn. Còn nếu mình cho một lúc ấy, là nó không có đều. Rồi các bạn sẽ thu được một cái hỗn hợp sữa và bột mì nó dẻo sệt như vậy các bạn nha, nó đặc nó sệt lắm. Một lát nữa khi mà có cái lòng trắng trứng gà vào là nó vừa. Rồi mình tạm thời mình để đây nha, cứ làm trước như vậy để cho cái bột mì nó có cái thời gian nở. Tiếp theo thì cái lòng trắng trứng gà này mình sẽ đánh bông lên các bạn nha. Bông lên như vậy lát nữa cái bánh của mình nó bị xốp. Và trong quá trình đánh thì mình sẽ cho đường vào đây luôn. 100g đường, cứ cho từ từ thôi. Cái đánh bông của cái lòng trắng trứng gà này á, thì các bạn đánh múc từ dưới múc lên nha. Đánh múc dân múc ngược trở lên á, thì cái lòng trắng này nó mới có cái độ bông xốp được. Còn nếu mà chúng ta mà đánh quậy quậy xung quanh dày giống như kiểu mà đánh kem là không được. Đánh như vậy là nó chỉ có mềm thôi, chứ nó không có độ có cái độ bông xốp đâu. Đây bây giờ cái lòng trắng trứng gà của mình như vậy là được rồi các bạn nha. Mình sẽ cho vào đây một thìa cà phê nước cốt chanh nha, để cho cái món bánh này nó thơm hơn. Rồi các bạn cho tiếp hai cái tít vani vào để cho nó thơm nha.
Rồi bây giờ thì cái lòng trắng này mình đánh như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ trộn hai cái này lại, lòng đỏ và lòng trắng hai cái trộn lại với nhau. Trộn hai cái này lại với nhau để cho nó có một cái nền. Bây giờ thì các bạn chỉ cần trộn thôi nha, đừng có đánh, đừng có khuấy nó, và mình chỉ trộn nhẹ nhàng thôi. Nếu mà chúng ta mà làm nó mạnh quá thì cái những cái bọt khí ở trong này này nó bị tan, nó chảy ra hết thì lát nữa cái bánh nó không xốp. Bây giờ thì các bạn trộn cho hai cái hỗn hợp này nó đều nhau nha. Lưu ý là mình chỉ trộn cho nó đều thôi, chứ đừng có khuấy nữa. Trộn nhẹ nhàng để cho nó hòa quyện nó đều nhau thôi. Trộn cho nó đều như thế này là được nha. Và bây giờ thì chúng ta đi chiên bánh thôi các bạn ơi. Nói là cái bánh này chiên không dầu, nhưng mà mình cũng cho một thìa canh vào đây các bạn nha, để láng cái chảo này trước một chút xíu. Thì mình chỉ láng cái đáy chảo thôi, còn cái dầu mà nó có dư ra là đổ ra ngoài luôn chứ không dùng vào đây. Đấy, còn cái dầu dư này thì cho ra ngoài luôn, không có dùng nó. Cái bánh này thì pha bột thì nó theo công thức rồi, nó đơn giản rồi. Nhưng mà cái chiên bánh này thì nó đòi hỏi là phải kiên trì một chút. Bởi vì các bạn phải để cái lửa nhỏ thật nhỏ nha. Vàng đẹp của trời luôn ha, không hề cháy gì hết trơn, không cần dầu mà bánh vẫn không cháy luôn. Đó, mặt trên mặt dưới đều được luôn ha. Rồi lấy cái bánh ra, mỗi lần một cái bánh thì làm một cái vá như thế này này, dùng một cái vá lẩu như thế này làm cái bánh là vừa vừa. Các bạn cứ đổ vô như từ từ nha, đổ vô nhẹ nhàng từ từ cho cái bánh nó tròn tròn, nhìn như nó xinh xinh. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Rồi cái bánh này thì đặc điểm của cái bánh này chiên là các bạn sẽ để nhỏ lửa hết cỡ luôn nha. Nếu các bạn mà có điều kiện, với những cái nơi mà có điều kiện mà dùng cái nhiệt kế để đo như thế này này, thì cái độ nóng của cái bếp là nó là 110 độ C các bạn nha. Đo trực tiếp ở trong cái chảo là nó 100 độ. Còn lại mà ở những cái nơi mà không có điều kiện, chúng ta xài những cái bếp ví dụ như là bếp ga, bếp điện, bếp gì, thì các bạn cứ điều chỉnh cái nhiệt độ nhỏ nhỏ nhất cho mình. Đấy, lúc này là của mình nó được 3 phút được các bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra thử coi nha, coi là nó đã vàng chưa. Đấy, cái bánh nó vàng này, bánh vàng thì các bạn trở mặt nha. Căn khoảng độ 3 phút thì các bạn kiểm tra nhá. Nếu mà thấy cái bánh nó vàng mà nó đều rồi là mình lấy ra được thôi. Đấy, cái bánh chiên nó vàng như vậy là được các bạn nha. Thì cái nào được thì các bạn lấy ra luôn. Các bạn nếu mà muốn làm cho đẹp thì làm từng cái một như thế này này, bỏ vô chín từng cái một vậy á, thì cái bánh nó ra nó mới đẹp được. Còn nếu mà muốn làm cho nó nhanh thì cho một lúc nhiều cái thì nó nhanh, thì cái đó là các bạn phải tăng nhiệt độ lên nhé. Tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ đủ cái thời gian cho cái bánh nó chín thì nó nhanh hơn. Đó, những chiếc bánh của mình làm xong rồi các bạn này, nhìn rất ngon luôn, bánh nó vàng nhưng mà nó khô, đặc biệt không hề có dầu ha, mềm lắm, thế này rất mềm mà nó thấy không? Mềm bẻ cong các thứ như thế này mà vẫn không có gì, mềm nhưng mà nó dẻo, nó dai ha. Đấy, chiếc bánh này cũng vậy, nó hơi xem xém một chút xíu nhưng mà cũng rất mềm, đặc điểm của nó là bánh rất khô và mềm, không hề dính dầu luôn. Giai đoạn này mà đang khó khăn, vừa là lụt lội rồi dịch bệnh đủ thứ như thế này, mình hy vọng là cái công thức và cái cách làm đơn giản của mình đây thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái món ăn nó vừa ngon, bổ rẻ và tiện lợi trong gia đình nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình. Ngon lắm, cái bánh này nữa.
đồ ngọt này nó vừa thơm, rất thơm nó lắm, xốp mềm không hề có dầu luôn, rất tuyệt vời, ngon lắm các bạn. Không hề có dầu, không hề dùng đến dầu luôn, nhưng mà mặt bên ngoài nó cũng vừa chín tới đó, bánh nó mềm cực kỳ luôn, nó xốp. Bánh này là em bé rất khoái ăn này. Chúc các bạn làm thật thành công và ngon cái món bánh mà mình đã chia sẻ đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Joy to the world, the Lord is come. Let us